Dưới mắt của văn thi sĩ, mối tình đẹp phải có chia lìa đau khổ, thì tình cảm và cảm xúc mới thăng hoa trong nhung nhớ nuối tiếc. Chẳng hạn phải có giai đoạn thầm yêu trộm nhớ lẻo đẻo theo chân đối tượng mà chẳng dám thổ lộ cõi lòng, đêm nhớ ngày mong. Và khi yêu rồi phải có ngăn cách, day dứt mong chờ, có khi đến bạc đầu mới là mối tình tuyệt vời. Chứ yêu nhau rồi về sống với nhau như vợ chồng thì chán lắm. Một trong những tình yêu tiêu biểu được nhạc sĩ Ngô Thị Miên mô tả trong bản nhạc sau đây có tựa đề là Bản Tình Cuối. Mời em và các bạn nghe với hòa âm và karaoke của Nhật Lê Duy. Trên cuộc tình yêu em ngày nào, anh đã yêu và anh đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay, anh ngại ngùng yêu em lần đầu. Anh đã say hồn anh ngất ngây, men yêu thương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em, một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, anh yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết tình là đáng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta vẫn yêu, hồn ta vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Em và các bạn đang nghe Bản Tình Cuối của nhạc sĩ Ngô Thị Miên, hòa âm và karaoke của Nhật Lê Duy. Yêu em, anh yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em,
bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết tình là đáng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta vẫn yêu, hồn ta ngất ngây qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Một ngày nào đó xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Bản tin cuối.